Xin chào bà con, đã quay trở lại với kênh Nuôi Đánh Cá Đấu. Hôm nay Đấu xin giới thiệu với bà con dòng lưỡi dù ba màn, chiều cao 2m, chiều dài 100m và kích thước lỗ lưới là 6 phân. Như trên màn hình bà con thấy là dòng lưỡi dù ba màn này nó là đánh nổi. Chất liệu về phao là dạng phao xốp cứng, phao xốp ngón chân cái, phao cứng. Bà con xem cái chất liệu phao. Cái độ nổi của cái phao này nó rất là cao. Chất liệu của dây dù thắt đằng trên nó là dây dù bẹ. Nhìn về tổng quan về cái lưới dù ba màn 6 phân đánh nổi này á, sợi dù của nó rất là máng nhé, sợi của nó chỉ sợi số 3 thôi bà con à. Kích thước lỗ lưới là 6 phân hay gọi là then 3, đút nọt 3 ngón tay, cứ then 3. Bà con xem qua cái chất liệu về sợi lưới của nó nhỏ nhất có thể, đánh rất là máng. Tại vì đây là dòng thiên ba này, nó bắt cá cỡ như ba ngón tay hất lên. Chất liệu sợi lưới của nó là dòng lưới này là sợi lưới thái này, nó rất là sò, nó rất là mịn. Đấu làm cái dòng lưới dù này luôn luôn thể hiện được cái đầu biên cho bà con, để cho bà con thấy được là cái đầu biên luôn luôn kéo dài từ trên đầu phao xuống tít tận xuống chân chì, và để ra một cái đầu biên hay gọi là cái đầu mồi luôn luôn dài, để cho các bà con ví dụ như là buộc vào can nước hoặc là buộc vào đèn báo tiêu hay buộc vào một tấm xốp để đánh dấu đâu là đầu, đánh dấu đâu là đầu cuối, đầu tiên. Đấy, đây là chiều cao của cái tấm lưỡi, bà con nhìn thấy đây, nó cao 2m. Về phần chân chì thì hàng này hàng đánh nổi nên là cũng không cần chì nặng cho lắm. Nếu mà bà con cần nặng thì sẽ cho chỉ nặng theo yêu cầu. Còn đây là cái vấn đề về cái chất liệu của cái dây thắt. Đấy, dây thắt của đây nó rộng dòng này cũng như thắt đầu trên. Đấy, sờ vào những cái lưới này nó rất là mịn, mát và mượt. Sờ nó cảm thấy có một lớp dầu nó trơn ở tay, nó láng ở tay. Còn về phần túi này, bà con để ý này, cái túi của nó rất là sâu. Đấy, túi rất là sâu. Hay đấu có buộc lại, buộc túm lại để cho nó đỡ bị rối, đỡ bị xù ra. Khi nào bà con đánh thì chú bà con lấy cái kéo cắt tỉa cái đấy ra là nó bung ra, rũ ra thì mới đẹp được. Còn để bây giờ là nó lỏng quẳng.